Messi Thái không dự AFF Cup, đội tuyển Việt Nam mừng thầm. Messi Thái, Chanathip Songkrasin thừa nhận anh không dự AFF Cup 2022. Đây có thể xem là tin vui với đội tuyển Việt Nam. Chanathip Songkrasin hiện khoác áo câu lạc bộ Kawasaki Frontale tại League 1, Nhật Bản. Cầu thủ có biệt danh Messi Thái cho biết anh không muốn dự AFF Cup 2022 do muốn dành thời gian nghỉ ngơi sau mùa giải kéo dài. Báo chí Thái Lan cũng khẳng định Chanathip đã không có quãng nghỉ đầy đủ trong những năm gần đây nên muốn xả hơi khi mùa giải 2022 ở Nhật Bản kết thúc. Kênh Mestan International bình luận, không phải Chanathip không thích đội tuyển quốc gia Thái Lan mà là anh ấy muốn được nghỉ ngơi sau 3 năm liên tiếp phải thi đấu. Trước đó, huấn luyện viên Manopolking và Liên đoàn bóng đá Thái Lan phát tha thiết mong mỏi. Chanathip Songkrasin khoác áo đội bóng đất chùa vàng tham dự giải vô địch bóng đá Đông Nam Á. Bởi sự hiện diện của cầu thủ này sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng bảo vệ ngôi vô địch của đội tuyển Thái Lan. Sau khi Chanathip Songkrasin tuyên bố rút lui khỏi đội tuyển Thái Lan, giới bóng đá xứ chùa vàng chỉ ra một số gương mặt tiềm năng để thay thế như Gorachit, Kanis Ribamvun, BJ Pathum United, Bodin Phala Port FC và Supachok Sarachat Consadole Sapporo. Liên quan đến đội tuyển Việt Nam, mới đây, các nguồn tin uy tín xác nhận thông tin huấn luyện viên Park Hang-seo đã điền tên cầu thủ này vào danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận giao hữu quốc tế với Singapore và Ấn Độ sắp tới tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là giải đấu thuộc FIFA Day nên Quang Hải được phép về hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đến AFF Cup 2022, việc Quang Hải có được trở về thi đấu cho đội tuyển Việt Nam hay không còn phải đợi câu trả lời từ Bao FC. Cũng nói thêm, AFF Cup 2022 đã công bố kết quả bốc thăm chia bảng và lịch thi đấu. Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở bảng B cùng với Malaysia, Myanmar, Singapore và Lào. Theo lịch thi đấu, Việt Nam sẽ lần lượt gặp Lào, sân khách 24 tháng 12, Malaysia, sân nhà 30/12, Singapore, sân khách mùng 2 tháng 1 năm 2023 và Myanmar, sân nhà 5/1/2023 ở vòng bảng.